này con xin gửi về cha, bởi bất nếu như không tròn cầu yếu đạo, lỡ bước xa chân con nghẹn ngào sống sang tác giả. Hôm nay chợt tỉnh cơn mê thì trời ơi, lối về xưa càng cách xa vời vời. Dòng mong manh phu nhân không, không thể được. Đã trong phong lao ta phải theo lao, trọt leo lên lưng thú dữ phải biết giữ thế thượng phong. Nó không muốn bị chung phanh gia xẻ thịt, vẫn biết trước mắt ta là tương lai mờ mịt, những tay trót những chàm không thể rửa sạch bờn nhớ. Cho ta nhắn lời em gái tuổi còn thơ rằng anh hai của nó vẫn yên ngang như một đấng anh hùng. Dẫu cho đến cuối cuộc đời ta vẫn không chùng tại kim, không chịu nhục cúi đầu trước lũ xâm lăng. Kiếp này không trọn yêu thân, kiếp sau đợi trả cho dân cho đời. Phụ quân, chàng hãy cùng về với thiếp. Đâu còn con đường nào nữa để ta quay về. Nàng hãy đi đi, kẻo Dương gia người đến đây, ta muốn để cho nàng đi cũng không còn kịp nữa. Đi đi. Phụ quân, còn bức ngôn đồ. Bức ngôn đồ phải thuộc về tài nguyên tướng. Còn Bảo Trâm. Bảo Trâm phải vĩnh viễn ở lại đây. Có nghĩa là bất cứ ai biết được bí mật của ta, nếu không hết lòng hết dạ cùng ta thì phải chịu chết. Nguyễn Phúc, kẻ tử sanh, Bảo Trầm đã chọn một. Khi nó đã quyết định chọn bức mật đồ, tức là nó chống lại ta và ngươi đó. Nguyễn Phúc, hãy xuống tay đi, hãy xuống tay đi, tỏ lòng trung thành với thiên triều đại quốc. Dưới tay ta có hàng trăm cung thủ, nhưng ta muốn chính tay ngươi, chính tay ngươi xuống tay để bài bỏ giả trung can. Nguyễn Phổ, tuốt cơm ra. Không thể được, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng. Nếu mi không giết nó là mi phản lại ta, phản lại thiên triều. Công thủ. Phụ quân ơi, Bảo Trâm này không sợ chết, hãy để tiếp chết với tay bổn sắc lửa nguyên mơ. Đau lòng em.
trăm năm lỡ làng. Thôi đành ly đau lòng ta, cao xanh trời hỡi thấu da hùng anh. Nói không sao nên lời, hoàng trắng chỉ hỡi nàng. Đành tôi kiếp phù du tình ôm mắm ngàn thu, hết thương hết chờ hết đời hết mong tái lại khiến tôi bày chi quan cái đành xa cách từ đây lòng ta thêm nhói đau. Xin nhớ câu dặn dò xuống tay đi Nguyễn Phúc Khoan, xin hãy tha mạng sống cho nàng. Ta hứa khi nào đến Hải Chi Lăng ta sẽ giao nạp bất ngôn độ đại việt. Không, phụ quan. Được, ta bằng lòng. Xin nhớ câu dặn dò. Dính biệt người.